Đức Giám Mục Du Xe Phan Văn Hoa, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1922 tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuộc giáo sứ Gò Thị, giáo phận Quy Nhơn. Ngày 27 tháng 4 năm 1955, Ngài được chuyển chức phó tế. Và ngày 17 tháng 5 năm 1955, Ngài được phong chức linh mục tại nhà thờ lớn Nha Trang. Năm 1974, Ngài đảm nhiệm chức vụ tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn. Ngày 30 tháng 3 năm 1976, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha Du Xe Phan Văn Hoa làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Ngày 6 tháng 10 năm 1987, Đức cha Phan Văn Hoa qua đời, thọ 65 tuổi, với 32 năm linh mục và 11 năm giám mục. Thành lễ an táng được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Thi hài của ngài được an táng tại triền núi phía tây Nghĩa Trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Sau này được cải táng về Nghĩa Trang Giáo Phận Quy Nhơn.